ca Nguyễn Anh. Ơ sao nó lại mở cái Google? Đâu vào rồi. Hello. Hello teachers. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp cái bài trước mà hôm trước mình không biết là do mạng của cô vấn đề một chút. Before we listen, let's look at the paragraph. Đọc qua giúp cô đoạn này trong khi mà là phỏng vấn người nổi tiếng. Star interview. Yeah. Let me listen. Track 51. Page 73. Activity 16. Listen and write. And then we went to the United States, and I went to school there. Were you happy? I went to school. There. Sau đó là câu hỏi gì? Were you happy? Were you happy? Were you at your new school? No, I wasn't. It was very scary in a class. No, I wasn't. It was very scary. Yeah. With lots of other children. Were your teachers good? Yes, they were. But the math and English lessons were too easy. And the history... But the math... More not easy. Math. Mm-hmm. Math and English lesson were too easy. Yeah. And geography lessons were too difficult. What was your favorite? I want to go now. How about? And geography. Môn gì mà geography? Subject. And the history and geography lessons were too difficult. Mona. What was your favorite? And the history. Mm-hmm. And history and? And geography lessons. Were too difficult. Chính xác, tức là toán và tiếng Anh thì quá khó ạ. Easy, too easy. Nên là history and geography is a word too difficult. Tức là gì nhỉ? Là môn gì và môn gì? Môn lịch sử và môn địa lý thì quá khó. Yeah. Okay. Favorite subject. PE. I was in the basketball team. PE. Favorite subject, PE. Yeah. It was very exciting. Okay, it's the last one. It was very exciting. Yes. It's easy, right? Yeah. Now, homework. Lesson 24. Yeah. At the venue. Yeah. Have you? Yes. You finished? Yeah. I'm good at PE. Now let's do it. Yeah. One, I'm good at PE. Two, a cave is a hole in a mountain.
that people go into. 3. He is never early and never on time. He is always late. 4. A statue look like a man or woman, but is hard and not real. 5. A bungee jump is scary. What do it mean? The sentence? Tôi học tốt ở môn môn tin học. Yeah. Next. Một cái hang. PE là môn gì nhỉ? Is it? Là môn tin ạ? No. PE là viết tắt của gì? Physical education. À, môn giáo dục thể chất ạ. Môn thể dục ạ. Chính xác. Môn thể dục. Okay. Next. Một cái hang là một cái lỗ ở núi. Những con người có thể đi được vào bên trong. Được rồi, là một cái lỗ ở trong núi đúng không, mà con người có thể đi vào. Okay, next. Anh ấy không bao giờ dậy sớm và không bao giờ đúng giờ. Anh ấy luôn luôn muộn. Chính xác, anh ấy không bao giờ đi sớm. Never early. Next. Four. Một bức tượng nhìn giống một người đàn ông. Nhìn trông giống một người đàn ông hoặc giống một người phụ nữ. Nhưng khó và không thể nhận ra được. Ở đây là hard, ở đây mình sẽ là cứng. Hard là tức là cái bức tượng như thường là bằng đá hay là gì, thạch cao, thì nó rất là cứng. Và not real, real đây là thật. Real là thật nhá. Wow. Not real là và gì? Không thật ạ. Không có thật. The last one. Nhảy bungee. Là nhảy bungee rất sợ. Chính xác, đây là một môn thể thao mạo hiểm, một trò chơi mạo hiểm. Thank you. Now we will continue with today's lesson. Let's read. Đích, đọc quả cô. Dạ. Bây giờ mình sẽ nghe trước nha, nghe qua một lượt, sau đó mình sẽ nghe cái ngữ điệu của người ta nhé. The accent. Then try to read. Hey, listen. Track B44, page 90, activity 18. Listen and read. Here's the statue. But where's the cave? I can't see it. It isn't here. Come on, Dylan. You're good at geography. Where's the cave? Cave's here. Ooh, that was scary. No, it wasn't. It was exciting. Be careful, kids. Look, the thieves and the treasure. I have the treasure. We have the treasure. We're too late! Yeah, so...
Here's the statue. But where's the cave? I can't see it. It isn't here. Come on, Dylan. You are good at geography. Where's the cave? Hoi Dylan. Ai là Dylan nhỉ? Trong bức tranh này là cái người mặc áo màu xanh kìa. Là bạn mặc áo cam này này. Đúng không? Em tưởng là cái bạn mà đang trèo ở trên cây ấy. Em tưởng người mặc áo màu xanh chứ cô, bởi vì cái ông già này đang nói thẳng đối diện với cái người áo xanh mà. Ok, chúng ta sẽ cùng xem tiếp nhá. Picture 3. Bức tranh số 3 là gì, bạn nói đi nhỉ? Help. Là cứu. Help. Ok, next. The cave here. Là cái hang động đang ở đây. Uh-huh. Oh, that was scary. No, it wasn't. It was exciting. Hmm? Be careful, kids. Look, the thieves and the treasure. The thieves là ai nhỉ? Là những tên trộm ạ. Yeah, and the treasure là? Là kho báu. Do you remember? Yeah. Chính xác, kho báu. Ha ha ha. I have the treasure. We have the treasure. We are too late. We are too late. Okay. Very good. Now, can you read the question? Câu hỏi đây là gì nhỉ? Why can't they find the cave at first? Từ này em không biết đọc. Find. Why can't they find? Không, cái từ ở dưới ạ. Find. Discard. Discard. Your discard. Đây, vừa nãy mình gặp từ này là gì? Fine là wrong pronunciation. Fine. Fine. Tìm kiếm, tìm thấy. Discuss là thảo luận. So now, why can't they find the cave at first? At first là gì? Nó ở bức tranh đầu tiên. Ban đầu, at first là ở lúc đầu, lúc ban đầu. At first. Đó là một cái cụm từ ấy. Có thể dùng giống như at least, có nghĩa là ít nhất đúng không? At first, ban đầu, lúc đầu. Thế why? Tại sao họ lại không tìm thấy gì nhỉ? Because I wasn't so the cave. Không nhìn thấy đúng không? Đúng rồi. Sao họ lại không nhìn thấy? Vì sao? Vì dựa vào bức tranh này mình đã thấy. Vì bao phủ bởi tuyết ạ. Yes, correct. It's covered. It is covered by the snow. By the snow. Chúng ta có từ cover, bao phủ. Bìa của một quyển sách ấy, chúng ta cũng sẽ dịch là cover, the book. Cover tức là cái vỏ, hay là bao bọc, bao phủ. Okay. Next. Now you have to choose. True or false?
Number one. Dylan is good at geography. True or false? True. There aren't any statues. True or false? False. Why? Because they had statue. Đây chúng ta sẽ vẫn tức là trong cái câu gốc người ta cho cái câu sai the wrong sentence là nghĩa là gì nhỉ? They aren't không có bất kỳ một bức tượng nào ạ. Yes. Thế thì chúng ta sẽ sửa thành có một bức tượng đúng không? Yeah. Có một thì mình sẽ dùng là there is đúng không? Wow. Một. Số ít thì mình sẽ dùng there is và a đúng không? Câu này đủ sẽ là gì? There is a statue. Đúng rồi, và statue sẽ có s hay là không? Không ạ. Không có s nữa. Yeah. Đúng rồi, vì là số ít. Hey, very good. Number 3, câu số 3 nào. Friends is in a tree looking for the thieves. Câu này thì true or false? Not given. Ở đây mình sẽ chỉ có là true or false mà thôi. Nhưng mà trong đầu bài này họ không cho. Có phải là họ đang tìm đến chuyện không? Tên trộm không? Nhưng mà ở đây tất cả những cậu bé này đều đi tìm đi. Nhưng mà họ đi tìm cái gì? Đi tìm hang ạ. Where's the cave? Đúng rồi, đi tìm hang. Thế thì họ tìm tên trộm là đúng hay sai? À, là false. Nhưng mà em tưởng là false. Người ta bảo cái bạn nêu cây thì đâu có tên đâu. Thì em tưởng là không có trong đầu bài chứ. Ba người này là đi cùng một nhóm với nhau đúng không? Ừ. Cả ba bạn này. Thế thì họ đều đi tìm cái gì ngay ở câu hỏi ban đầu? Tìm cái hang. Đúng rồi, tức là cái người này hỏi là đi tìm cái hang động ở đâu thì sau đó bạn này mới trả lời là tôi không nhìn thấy. Theo. You see, number 4. Finn fall into the cave. False. True or false? False. True. Number 4. Vâng, là four mà cô. Bạn nào ngã xuống? Cái bạn trèo lên cây là cái bạn con trai, bạn ngã xuống là bạn con gái. Nhưng mà vẫn là bạn mặc áo cam mà, đúng không? Đúng không? Okay, tiếp tục nhé. Dylan, number 5. Dylan said that was scary. Said. Chính là quá khứ của từ gì này? Từ say ạ. Say. Wow. Mình viết là say đúng không? Từ đọc là say. Said. False. Câu này false. Let's see. Bạn áo cam thì bạn ấy
Cái bạn trèo lên cây là bạn áo cam. Bạn áo cam bảo là it was exciting. Is it Dylan? Yeah, yes. Chính là Dylan đúng không? Bạn yeah. Dylan là áo cam đúng không? Yeah. Yes. The kids got the treasure. True or false? False. False. So who got the treasure? Yeah. Ai nhỉ? Ai lấy được kho báu nhỉ? Những tên trộm ạ. The thieves. Got. Got the treasure. Yes, very good. Next. Can you read the request? Yeah. Go. How much do you know about what your older family members were like when they were younger? Take the test, then ask and answer. Tức là gì nhỉ? Bài này nghĩa là gì? Bạn có biết về... Bạn có biết nhiều? Bạn có biết nhiều về gia đình của bạn không? Bạn có biết... Bạn có biết khi nào... Family members, đúng không? Để thành viên trong gia đình khi mà họ còn gì? When they were younger, khi mà họ còn... Còn trẻ. Đúng rồi, tức là mình có hiểu gì về những người trong gia đình của mình khi mà họ còn trẻ hay không? Ví dụ như bố mẹ mình khi còn trẻ chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một bài test nhỏ. Test chỉ là bài giống như là trắc nghiệm vui thôi. Với mỗi câu trả lời đúng thì mình sẽ được 2 điểm. Score 2 points. Okay. Một câu trả lời sai thì mình sẽ được 0 điểm. Và nó mình sẽ cộng lại. Để biết là đúng hay sai thì bây giờ mình sẽ trả lời trước. Sau đó thì có thể là mình sẽ đi hỏi người thân của mình sau buổi hôm nay. Okay. So the family member will be. Ta sẽ chọn ai trong buổi là người mình dừng những câu hỏi này. Cái bài thì bố này hôm nay thì em cũng xem qua rồi, em hỏi bố, em hỏi mọi người thân của em rồi thì chắc không phải hỏi nữa. Ok, mình sẽ hỏi về ai nào? Hỏi về mẹ. Ok, bây giờ với câu hỏi là trường học như thế nào thì chúng ta sẽ có cấu trúc câu hỏi như thế nào? Mẹ của bạn cảm thấy trường học như thế nào? How did your mom feel about school? Yeah. And the answer? For my mom was fun. Cái gì was fun? Was fun. For my mom school was fun. Tiếp theo là về môn toán nào. Mẹ của bạn cảm thấy môn toán như thế nào? Mình sẽ hỏi nha nhỉ. How did your mom feel about maths? Math. For my mom, math was easy. Was easy. Mẹ em còn dạy em toán thì đương nhiên là mẹ em đối với toán dễ rồi. Okay. How about you? Me too. Okay. You feel the math is easy to you. Next. Sport. Mẹ của bạn cảm thấy how thế nào về thể thao? Mom feel about sport at school. Uh-huh. For my mom, sport at school was. Bây giờ mình sẽ trả lời theo cấu trúc khác nhé. Đây câu số 3 này. My mom wasn't good at sports. Đây my mom ở đây sẽ là chủ ngữ. Thay vì là for my mom ở trên này chỉ là trạng ngữ thôi đúng không? Yeah. My mom. Yeah. To be good at something. Yeah. Rồi, gì đó. Next. How did about your mom feel about feel romantic
movies. Mm-hmm. For my mom, Roma. My mom loved romantic movies. Yes, romantic. What do it mean? Có nghĩa là gì nhỉ? Romantic. Là lãng mạn đúng không cô? Exact. Romantic. Bộ phim lãng mạn. Next. Number 5. How did your mom feel about movies? My mom enjoys scary and funny movies. Câu này nghĩa là câu này nghĩa là có nghĩa là mẹ của tôi thích phim hài. Chính xác, enjoy. Next. Ở đây mình sẽ không dùng cái cấu trúc kia nữa mà mình sẽ trả lời luôn. Món ăn yêu thích của mẹ tôi là gì? What is your mom's favorite food? My mom's favorite food was chicken fried. Fried chicken, right? Yeah, fried chicken. Okay, next. My mom's favorite drink was water. Yeah, water. Bởi vì mẹ em là không thích uống mấy cái loại nước kiểu như là họ ép ra ấy, mẹ em không thích. Okay. Yeah. Mineral water. Nước khoáng, nước lạnh, nước khoáng ấy. Yeah. Mineral là khoáng chất. Mineral. My my mom's favorite movies actor was actor là ai nhỉ? Là kiểu như là diễn viên điện ảnh ạ. Chính xác, actor là diễn viên. Thì mẹ em chỉ có xem diễn viên hài thôi, thì em nói diễn viên hài thôi. Okay. Yeah. My mom's favorite movie actor was Trấn Thành. Yeah, me too. I really like Trấn Thành. Next. My mom's favorite singer was ST Sơn Thạch, right? Yeah. Oh, cool. Thank you very much. So, what is your score? Khi mà mình hỏi lại các thành, hỏi lại mẹ thì điểm mình có đoán đúng được hết không? Em chỉ hỏi mẹ em cái trang đầu ấy, còn mấy trang về sau là em hỏi 3 câu, còn cái 2 câu cuối nên là thấy mẹ em hay xem thì em nói thế chứ em cũng không biết. Ok, tức là cái bài này thực ra là mình tự đoán trước xong mình đi hỏi xem mình định đúng không, đúng không? Mình tự cho điểm mình đang ở trong nhóm nào? Hiểu, tức là mình hiểu mẹ mình được bao nhiêu điểm, bao nhiêu ở bao nhiêu phần trăm. Very good, hay là good? Very good. Very good, tức là you know a lot about your mom. Mình rất là hiểu mẹ, đúng không? Yeah. Ở đây chúng ta có 3 nhóm. Nhóm cuối cùng là gì? 0 đến 8 ấy. Là phải làm gì? Không học được, không biết, không hiểu về mẹ. Thì mình câu ý của người ta là gì? You should learn more. Là bạn cần phải học, bạn cần phải tìm hiểu thêm. Chính xác. Find out. Find out. Tìm hiểu, find out. Tìm hiểu, tìm kiếm, đúng không? Wow. Tìm kiếm thông tin. When? Tìm kiếm. Khi nào bạn ở nhà vào ngày hôm nay? Khi bạn về nhà, tức là trong cái cảnh là mình đang ở trong lớp học, đúng không? Yeah. Khi về nhà thì mình cần phải tìm hiểu. Yeah. Okay, thank you very much. Before we start, let wrap up. What have we studied today?
mình học về nội dung gì nhỉ? We studied today was writing about greed and listen, right? And nation fight some favorite months. Là tìm hiểu về một số yêu thích của mình. Tức là mình chỉ gọi là hobby, sở thích. Hobby là mà favorite nó tính từ. Hey, thank you very much. Remember to do the homework. Yeah. Goodbye, teachers. Goodbye. Good night. Trần Thành đúng không? Đúng gu của cô nên em ạ. Trần Thành cô cũng thích nhé. Đi Sơn Thành cô biết đấy. Tắm chưa? Không thay quần áo à?